Chào buổi sáng thứ năm. Bạn nào đang ở trong lớp thì mình hãy cho thầy biết là các bạn đã có mặt ở trong lớp bằng cách là mình gõ vào ô chat. Gõ vào để thầy biết là các bạn đang có mặt thực sự trong lớp nha. Chứ còn con số bây giờ, số lượng bạn ở trong lớp bây giờ là trên 20 bạn nhưng mà chỉ có 5 mặt 10 bạn gõ thì thầy chỉ ghi nhận là 5 mặt 10 bạn thôi. Gõ vào giúp thầy nha. Hôm qua thầy có post trên group Facebook về cái dự án mà các nhóm sẽ làm, và đồng thời là có nhờ các bạn chọn cái ngày học bù. Bây giờ mình nói cái ý thứ nhất trước nha. Cái dự án mà các bạn làm nhóm đấy thì ở đây các nhóm mình đã xem qua chưa? Nhóm trưởng các nhóm gõ vào chat giúp thầy này, mình đã xem qua chưa? Nhóm nào đã xem qua thì gõ số 1, nhóm nào chưa xem qua thì gõ số 2. Thống kê tình hình thôi. Các bạn gõ vào để thầy nắm tình hình thôi. Nhóm nào đã xem rồi thì gõ số 1, mình chưa xem thì gõ số 0. Cái việc mà các bạn gõ số 1 hay số 0 nó không ảnh hưởng đến kết quả nha, thầy chỉ thống kê tình hình thôi. Thật ra mình cứ như thế nào thì mình gõ vô như thế đó. Những bạn đang gõ đại diện nhóm đúng không? Phúc, Thuận, Thanh, Thương, Sĩ, Nghĩa. Rồi. Xem cái bạn Xuân Huy, xem cái dự án nhóm bữa hôm qua thì post Facebook đấy. Còn nhóm nào chưa báo cáo không? Thầy hỏi lại nha. Đại diện nhóm cho thầy biết là nhóm nào đã xem qua rồi. Đại diện nhóm thôi chứ không phải là tất cả các bạn đều gõ. Nhóm nào đã xem qua thì gõ số 1, chưa xem qua thì gõ số 0. Hiện tại số 1 nhiều hơn số 0 nha. Rồi câu hỏi 1.2 liên quan đến cái dự án làm nhóm luôn. Thế thì những nhóm mà đã xem qua đó thì các bạn có câu hỏi nào không? Thầy dành một câu trả lời ha, cho một câu hỏi. Bữa nay không phải là cái bữa mình nói về cái dự án. Nhưng mà nhân tiện thầy đang đang hỏi về cái việc mà các bạn đọc hay chưa đọc thì dành cho các bạn một câu trả lời, cho bạn nào muốn, cho nhóm nào muốn hỏi. Sau 5 giây mà các bạn im lặng thì thầy cho qua cái câu hỏi này luôn nha. Im lặng thì đồng nghĩa việc là các bạn có thể là các bạn đã hiểu hết rồi, cho nên là không đặt câu hỏi. Trường hợp đó không đáng sợ bằng trường hợp là mình nghĩ là mình hiểu. Đây mới là trường hợp cực kỳ nguy hiểm nè. Mình nghĩ là mình hiểu, em nghĩ là em tưởng là, thì đây là một trong những cái việc mà
rất là nguy hiểm khi mà triển khai một dự án, đó là các cái thành viên ở trong nhóm bằng cái năng lực đọc hiểu. Trong cái quy trình làm phần mềm là nó có cái giai đoạn đọc hiểu mà. Do cái năng lực đọc hiểu dẫn đến cái chuyện là mình nghĩ rằng, mình tưởng rằng là mình đã hiểu, dẫn đến cái chuyện là làm sai. Rồi ok, như vậy là cái phần đầu tiên liên quan đến cái dự án làm nhóm là xong nha. Theo cái thống kê mà các bạn gõ ở đây thì có những nhóm đã đọc, có những nhóm chưa đọc, và cái số lượng đã đọc nhiều hơn. Và các bạn hiện tại các bạn cũng không có câu hỏi gì. Rồi bây giờ việc thứ hai quan trọng hơn nữa nè. Các bạn có biết là cái môn của mình khi nào kết thúc không? Đó, vợ cháu giúp thầy này. Theo cái kế hoạch thì môn của mình khi nào kết thúc nha? Ngày bao nhiêu tháng 12 các bạn? 3 tuần nữa hay sao ạ? À? Đông vẫn chưa chắc chắn hả? Cho thầy con số cụ thể đi, theo cái lịch là ngày bao nhiêu tháng 12 là xong. Đúng rồi, Đức Linh chính xác. Ngày 2 tháng 12. Thầy có nợ với lớp mình một buổi sáng thứ năm, đó là nợ vào cái ngày 9 tháng 9. Cho nên là ở trên Facebook đấy, thầy có khảo sát thăm dò ý kiến là mình có hai cái lựa chọn. Một đó là mình học bù vào sáng ngày 22 tháng 11, tức là thứ hai đó, hoặc là mình sẽ bù vào sáng ngày 23 tháng 11, tức là thứ ba. Hiện tại cái số lượng mà khảo sát á thì có 30 bạn, 16 bạn chọn sáng ngày 22 và 14 bạn chọn sáng ngày 23. Có bạn nào mình chưa chưa làm khảo sát không? Hiện tại trong lớp mình có bạn nào chưa làm khảo sát thì khẩn trương trong sáng hôm nay, trước khi mình kết thúc, là các bạn sẽ khảo sát cho nó xong để thầy sẽ chốt cái ngày mà mình sẽ bù luôn nha. Thầy gửi cái link của group vào ô chat đấy. Nhắc lại này, bạn nào mà chưa thực hiện khảo sát thì trong sáng hôm nay, cụ thể là trước khi kết thúc cái buổi học sáng hôm nay, là các bạn sẽ phải làm xong cái khảo sát này để thầy chốt cái ngày và công bố với các bạn trong cái buổi sáng hôm nay luôn. Thế hiện tại trên trên group là mới chỉ có 30 bạn thôi, 16 bạn chọn sáng ngày 22 và 14 bạn chọn sáng ngày 23. Thì bạn nào, thầy nhắc lại nha, bạn nào chưa làm thì khẩn trương vô làm cái khảo sát này. Rồi, việc thứ ba rất là quan trọng. Theo lịch là ngày 2 tháng 12 nè. Là cái này là mình sẽ kết thúc này các bạn. Thế thì mình sẽ có hai cái tuần cuối để mà mình báo cáo, tức là ngày 25 và ngày 2 là mình dành để báo cáo đồ án. Như vậy về mặt lý thuyết á, thì mình có ngày 11, mình có ngày 18 tuần tới và thêm một cái ngày học bù nữa. Như vậy là mình sẽ có ba cái ba ba buổi à, ba buổi trước khi mà diễn ra ngày và diễn ra hai buổi báo cáo là 25 và ngày 2. Thế cho nên là bữa hôm qua thầy có gửi cho các bạn cái dự án, thì các nhóm mình sẽ trao đổi nhóm, phân chia công việc. Trong cái file mà thầy gửi là nó gồm 10 cái yêu cầu đấy. Thì các bạn chia ra nhóm, mỗi nhóm mà 5 người thì mỗi người làm 2 yêu cầu. Về mặt lý thuyết nha, về mặt lý thuyết thì hôm nay mình đi vào cái tính chất cuối cùng trong 4 tính chất của lập trình trừu tượng, đó là tính trừu tượng. Ngày 18 tới là mình học về ADO.NET để các bạn tương tác database. Và một cái ngày học bù là mình sẽ học về LinkQ.
và xử lý ngoại lệ. Thì đó là cái phần lý thuyết. Sau đó cái hai cái tuần còn lại, hai cái buổi còn lại là mình dành để báo cáo đồ án. Về cái phần này các bạn đã rõ hết chưa các bạn? Về cái lịch trình của cái môn của mình cho đến khi kết thúc thì các bạn rõ hết chưa? Gõ vào chat giúp thầy nè. Bạn nào có thắc mắc gì không? Đặt câu hỏi. Các bạn có thắc mắc gì không các bạn? Nếu không thì gõ ok vào chat đi nào. Các bạn rõ cái lộ trình chưa? Đây, nhắc lại một số cái điểm quan trọng nè. Một số lưu ý. Thứ nhất là chọn ngày học bù trên group Facebook. Chọn trong sáng hôm nay trước khi kết thúc buổi học. Đấy, bạn nào chưa làm thì vô chọn ngay giúp thầy nha. Cái thứ hai về mặt lý thuyết thì mình sẽ học những ngày, mình nghe học ngày hôm nay nè, rồi ngày 18 nè, và một ngày học bù. Cáo đồ án, cái này để là chấm điểm cuối kỳ, là diễn ra vào ngày 25 tháng 11 và ngày 02 tháng 12. Như vậy thì các bạn thấy là cái lộ trình của mình nó như thế. Hôm nay mình sẽ học cái tính trừu tượng, là cái tính chất cuối cùng trong bốn tính chất của lập trình hướng đối tượng. Ngày 18 mình sẽ học về cái phần xử lý cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET. Để trong cái dự án làm nhóm này các bạn thấy là mình có tương tác database. Thế thì để cho cái buổi học ngày 18 sắp tới á, nó đạt hiệu quả thì các bạn về các bạn xem cho thầy xem trước nha. Xem trước cho thầy CRUD. CRUD tức là bốn cái câu lệnh: xem, thêm, sửa và xóa. Bốn câu lệnh query á, bốn câu lệnh SQL á. Và cài SQL server, cài phiên bản Express được rồi. Là các bạn xem ha. Của thầy đang xài 2014, các bạn xài 2016, 2019 cũng được. Và các bạn xài cái bản Express được rồi. Đấy, mình cài vô và mình thấy được cái giao diện như này. Thì trong đây là các bạn sẽ tạo ra một cái database. Tạo database, tạo table. Rồi sau đó là mình ở ở cái ứng dụng C# của mình ấy, mình sẽ sử dụng ADO.NET để các bạn kết nối đến cái database này và các bạn đọc dữ liệu. Bốn cái câu lệnh nha, ở đây bốn cái câu lệnh mà thầy nói các bạn xem á. Thứ nhất là câu lệnh là xem dữ liệu nè. Thì nói lại câu lệnh select, mình về mình coi cái này. Select sau Rome trainee chẳng hạn. Thế rồi bây giờ ở trong cái bảng trainee này nó có bao nhiêu người? Thì các bạn thấy kết quả nó hiển thị ra này. Thì cái này gọi là xem. Rồi cái câu lệnh mà câu lệnh kế đến là câu lệnh cập nhật. Ví dụ như bây giờ thầy muốn cập nhật lại cái tên của cái bạn này, Võ Phước Sang á,
thành Võ thành Sang đi, thì mình sẽ viết là update cái tên bảng, đó là cái bảng trainee. Mình cập nhật cái cột gì, thầy muốn cập nhật lại là cái cột là họ tên, như vậy là trainee name, và cập nhật lại thành cái tên là Võ Thành Sang. Và mình chỉ cập nhật vô đúng cái anh dòng thứ hai thôi, như vậy là mình sẽ dựa vào cái ID. Thì lúc này các bạn thêm cái điều kiện là where trainee ID, hiện tại là đang 3, các bạn ghi số 3. Rồi, nó báo là cập nhật thành công, và các bạn xem lại ha. Thì các bạn thấy chỗ này là nó đã cập nhật Võ Thành Sang. Câu lệnh kế tiếp là câu lệnh thêm dữ liệu. Bây giờ hiện tại là đang có ba hai người, thầy muốn thêm vô một người nữa thì mình dùng câu lệnh là insert into, vô cái bảng nào, cái bảng của mình đang làm việc với cái bảng trainee. Rồi cái dữ liệu mà các bạn đưa vào thì nó sẽ gồm ba thông tin ha, ba thông tin. Tuy nhiên ở đây là mình phải xem nè, trong ba thông tin này, trong ba cái thông tin này thì mình phải kiểm tra xem. Ở đây là các bạn thấy là riêng cái ID là nó sẽ tăng tự động, như các bạn ở đây nè, nó đang tăng tự động nè. Thế thành ra khi mà các bạn thêm ấy thì mình thực sự là mình chỉ thêm cái tên và cái lớp thôi, còn cái mã tự động nó tăng. Như vậy ở đây là cái dữ liệu mà các bạn đưa vào nó chỉ gồm là training name và cái class ID thôi. Thì ở đây là mình sẽ thêm một người nữa. Ví dụ bây giờ thầy lấy tên là bạn Lê Hoàng Khang đi. Lê Hoàng Khang. Rồi thêm vô cái lớp có cái mã là 1. Thấy nó báo là thêm thành công. Và các bạn có thể xem lại dữ liệu. Đấy, mới thêm được một bạn nữa. Các bạn thấy là cái mã nó tăng tự động rồi các bạn. Nó tăng lên. Như vậy là trước đó thầy đã xóa đi cái người có cái mã số 4 rồi. Thì khi mà các bạn thêm mới một người nữa nó vẫn là số 5, nó không xài lại cái mã cũ như các bạn. Và cái câu lệnh cuối cùng đó là câu lệnh xóa, xóa dữ liệu. Giả sử bây giờ thầy muốn xóa cái bạn mà đang có cái ID là 2 thì câu lệnh của mình là delete from, delete dữ liệu từ cái bảng nào, bảng trainee, và xóa, xóa cái dòng nào. Mình xóa cái dòng mà có cái trainee ID là bằng 2. Để luôn luôn có điều kiện nha các bạn. Rồi, báo xóa thành công. Đó thì ở cái phần database đó các bạn chỉ coi cho thầy là bốn cái câu lệnh này thôi. CRD. Thầy khuyến khích các bạn là xài SQL Server. Các bạn đã xài .NET đó, thì mình xài SQL Server. Còn bạn nào muốn xài MySQL thì mình có thể mình tự xài, nhưng ở đây các bạn phải thống nhất với lại nhóm. Nếu nhóm mình ấy mà đang xài SQL Server thì Phú phải xài SQL Server. Và thầy nói lại, các bạn đã xài .NET thì khuyến khích xài SQL Server. Còn MySQL thì mà các bạn có thể xài chung với PHP hoặc là Java. Thì đây là cái việc mà các bạn cần chuẩn bị để cái ngày 18 nha, mình học cho nó hiệu quả. Ok, một số lưu ý như vậy các bạn lưu ý với thầy nha. Ai chưa chọn thì phải chọn trong buổi sáng hôm nay. Rồi, báo cáo đồ án chấm điểm cuối kỳ. Mình sẽ lấy luôn cái này để mà lấy luôn đi cái điểm quá trình. Hoặc là trong ngày 18 hoặc là một vào cái ngày học bù á, thầy sẽ có cái buổi để mà review cái tiến độ để lấy điểm quá trình. Như vậy nó sẽ có hai cái lựa chọn như vậy nha các bạn. Tại điểm thì các bạn thấy là mình sẽ có hai cột, đó là điểm quá trình và điểm cuối kỳ.
Điểm cuối kỳ là lấy điểm báo cáo đồ án thì chắc chắn rồi. Điểm quá trình thì sẽ có hai lựa chọn, một là trong ngày 18 hoặc là cái ngày học bù mà các bạn chọn, thầy sẽ review cái đồ án để lấy điểm quá trình, hoặc là thầy sẽ lấy cái điểm đồ án để mà lấy luôn điểm quá trình. Thì có hai cái lựa chọn như vậy, các bạn muốn muốn cái lựa chọn nào? Vote vào, gõ vào chat giúp thầy đi. Điểm quá trình đấy các bạn muốn muốn thực hiện phương án nào? Rồi, cái phương án cho điểm quá trình nha. Hoặc sẽ review tiến độ dự án vào ngày 18 hoặc ngày học bù. Đây là cái gọi là phương án 1. Phương án 2 là lấy điểm cuối kỳ. Rồi các bạn vote đi 1 hay 2. Hai à, hai trong một đúng không? Vó ít vào nha, 50 mấy bạn. Tôi ăn cả ngã rồi. Lựa chọn nào nó cũng có cái ưu và nhược điểm của nó, đúng không? Mình chọn hai trong một tức là mình chỉ cần báo cáo một cái lấy hai cái tiện. Tuy nhiên nó vẫn có cái điều mà các bạn lo lắng, giống như bạn Quang hay bạn Quảng vừa gọi được ăn cả ngã xuống không ấy. Rồi thực ra các bạn chọn số 2 này thì nghĩ là các bạn cũng có cơ sở đấy, tức là các bạn đâu đó các bạn cũng đã coi cái yêu cầu của dự án mà thầy gửi hôm qua rồi. Nếu các bạn đang coi thì các bạn cũng hình dung được là cái yêu cầu nó như thế nào rồi. À, như vậy là mình chọn phương án 2 trong 1 nha. Chọn phương án 2 trong 1. Rồi, tất cả những cái ý này các bạn còn thắc mắc gì không? Tất cả những cái nội dung này các bạn còn thắc mắc gì không? Nếu không thì gõ số 5 vào đi để thầy đi vào cái phần lý thuyết của buổi sáng hôm nay. Ổn hết thì gõ số 5 vào nha.
Thầy ơi, thầy quên mặc mít thầy ơi. Ok. À, nói lại nha, nãy giờ quên mở mic. Ở trong cái dự án này thì các bạn thấy là mình có bốn cái tính năng như thế này, xem thêm xóa sửa, CRUD đó, CRUD nè. À, về cái phần cơ sở liệu thì các bạn sẽ có một cái database đặt tên là SMS. Nó giống như thầy có một cái tên database là training nè. Thì ở trong database này mình sẽ có cái bảng, có danh sách những cái bảng. Thì mỗi một cái bảng này nó sẽ có cái tên bảng và nó sẽ có cái tên cột. Và mỗi một cột như vậy thì các bạn sẽ có cái kiểu dữ liệu. Ở trong đây người ta đã mô tả rồi. Bảng customer thì có ID, kiểu in tăng tự động, name thì nó là kiểu dữ liệu. Về cái phần source code ở bên C# thì các bạn tạo một cái namespace như thế này. Thầy đã nói giới thiệu các bạn về cái namespace chưa các bạn? Tạo một namespace ấy. Thì các bạn tạo một namespace theo như cái yêu cầu và các bạn tạo ra những cái class. Ở bên trong từng class thì người ta mô tả là nó sẽ có những cái thuộc tính private. Thì cái này đang đang sử dụng cái tính đóng gói nè. Rồi phương thức khởi tạo. Rồi các bạn tạo ra những cái property trong đó có getter và setter. Thì đây là cái lý thuyết về hướng đối tượng đó các bạn. Rồi bên dưới là cái yêu cầu của dự án thì các bạn thấy là mình có 10 cái yêu cầu như thế này. Thì các bạn chia ra. Thì lấy ví dụ như nhóm mình có 5 người thì mỗi người làm hai yêu cầu. À, thì mình sẽ là được 5 người. Thì mình sẽ chia ra như thế để mình làm. Thì các bạn lưu ý rằng là phải đọc hiểu cái yêu cầu nha. Và không rõ thì hỏi. Các bạn đừng có giả định. Thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, đừng bao giờ giả định, chỗ nào không rõ thì hãy mạnh dạn hỏi. Không hỏi, tự ý làm và cứ nghĩ rằng đúng thì khi mà review á thì mới thấy rằng mình làm sai. Mà làm sai thì lúc đó không còn cái cách nào để mà cứu chữa nữa. Thành ra đây là các bạn phải họp nhóm. Mình tạo ra cái group và ấn phải chỉ định cái ngày nào đó là vô họp nhóm. Tất cả các thành viên cùng đọc cái yêu cầu này và thảo luận xem nó coi là mình có hiểu cùng ý hay không. Và cái điểm nào nghi ngờ không rõ là phải hỏi thầy. Thì cái đó người ta gọi là ở giai đoạn đọc hiểu yêu cầu. Các bạn hiểu đúng thì các bạn mới 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 có cơ sở làm đúng, còn các bạn hiểu sai chắc chắn các bạn làm sai rồi. Rồi, thì thầy nói nhanh như vậy về cái phần dự án nha. Hãy coi thêm đi và mình sẽ có cơ hội để các bạn hỏi thêm vào ngày 18 nè. Nha các bạn. Còn ngay từ bây giờ là mình sẽ tổ chức ra, mình làm được cái gì là mình có thể tổ chức được bên trên này rồi. Mình tạo ra cái project, rồi mình tạo ra những cái class vân vân để các bạn làm. Thầy, Rồi. mình sử dụng WinForm được không ạ? Sao mình? Dùng WinForm được không thầy? Không, Đấy cái là này mình làm dạng thằng show thôi chứ không làm WinForm. nhưng mà làm giao diện làm thêm được không? Tại em thấy làm WinForm nó điều khiển nó dễ Nhưng mà em làm như vậy mà bây giờ nhóm em mấy người? đấy. 5 người. Năm bốn người còn lại họ có cảm thấy cái việc đó là thuận lợi không? Rồi em đang thảo luận với bạn, nếu được thì làm đúng không thầy? Đúng rồi. Nếu như mà tất cả các bạn còn lại mà cảm thấy thuận lợi thì mình làm. Còn nếu như chỉ một mình em làm thuận lợi á, thì em cũng chỉ làm cái tính năng của em thôi. Dạ Còn vâng. bốn bạn còn lại mà không hiểu đến khi mà thầy review á. Ở đây các bạn lưu ý luôn cái cách mà thầy review như thế này. Giả sử như bạn Lê Văn Minh làm hai cái yêu cầu đầu tiên thì thầy sẽ hỏi sâu về hai yêu cầu này. Rồi một cái bạn khác trong nhóm làm 3 và 4 thì thầy sẽ hỏi sâu về cái phần 3 và 4, tức là bạn nào làm phần nào thầy sẽ hỏi sâu về cái phần đó. Cho nên khi mà các bạn báo cáo là ai làm phần nào là người đó chịu trách nhiệm demo, giải thích source code và trả lời câu hỏi. Cho nên các bạn lưu ý là các bạn chọn cái gì thì các bạn phải thảo luận nhóm và đó là cái mà nhóm mạnh nhất thì các bạn chọn. Cái mạnh nhất ở đây là tất cả các thành viên, còn nếu mạnh nhất rơi vào một người ấy, thì thầy khuyên các bạn nên cân nhắc nha bạn Minh. Dạ vâng ạ. Đó thì thầy nói qua cái cách mà thầy review chấm điểm luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi vào cái phần lý thuyết nè, các bạn sẵn sàng chưa? Sàng thì gõ vào chat đi nào. Có mặt ở trong lớp mà không tương tác thì cũng coi như là không có mặt rồi. Thành ra các bạn chịu khó tương tác vào giúp thầy.
Mình đã trải qua ba tính chất đầu tiên, đó là tính đóng gói, bảo vệ dữ liệu bằng cái phạm vi truy cập là private, sau đó public ra bên ngoài những cái property. Trong property đó có setter, có getter. Cái tính chất thứ hai đó là tính kế thừa. Các bạn xây dựng một cái lớp mới kế thừa những cái thuộc tính và phương thức không phải là private của lớp cũ, và trong quá trình các bạn kế thừa như vậy, các bạn hoàn toàn có thể override. Cái tính chất thứ ba đó là tính đa hình. Đa tức là nhiều, nhiều là hình thức, tức là nó sẽ cho phép một cái hành động có thể được thực thi theo những cách khác nhau. Ví dụ như là mình sẽ có cái lớp nhân viên, bên dưới là nhân viên part time, nhân viên full time, freelancer, kế thừa lớp nhân viên đó. Thì khi mà các bạn tạo ra một danh sách nhân viên đó, thì cái vế bên trái của mình đó là nhân viên, còn bên phải thì có thể là part time, có thể là full time, có thể là freelancer. Thì đó gọi là đa hình. Và trong cái đa hình đó thì các bạn thấy là mình có cái kỹ thuật overloading, tức là các bạn khai báo những phương thức trùng tên nhưng mà khác nhau về tham số. Hoặc là khi mà lớp con kế thừa lớp cha và override, thì những cái đó đã thể hiện cái tính đa hình. Ở hôm nay mình đi vào cái tính chất cuối cùng, đó là tính trừu tượng. Thì đây các bạn hình dung như thế này, trong lập trình đó thì cái khái niệm trừu tượng nó đang đề cập đến cái chuyện là các bạn xây dựng một cái khuôn mẫu mà nó chưa có hình thù nhất định, hay các bạn tạo ra một cái khuôn mẫu mà nó chưa có hình thù nhất định. Các bạn tạo ra một cái lớp hình học, hình học thì nó còn rất là chung chung, nó chưa cụ thể, cho nên các bạn nhìn ở đây là nó chưa ra cái hình thù cụ thể. Nhưng mà khi mà các bạn tạo ra hình tròn hay là hình vuông hay là hình tam giác thì các bạn thấy nó đã ra hình thù nhất định rồi, và nó chỉ có khung sườn chứa những hành vi có nội dung chưa được làm rõ. Ở cái lớp hình học này các bạn thấy là mình có cái phương thức là tính diện tích và cái phương thức là tính chu vi. Thì trong trường hợp này các bạn thấy rằng là nó chưa có xác định, nó chưa xác định, cho nên đây người ta nói là chứa những cái hành vi chưa được làm rõ, thì tính diện tích và tính chu vi ở cái lớp hình học là mình chưa được làm rõ. Các cái lớp thành viên hiện thực cái sự trừu tượng bằng cách cụ thể hóa các hành vi đó. Các bạn tạo lên lớp hình tròn thì rất là cụ thể rồi, nó ra hình tròn. Thế thì lúc này các bạn có cơ sở để các bạn tính diện tích là bằng gì các bạn? Pi nhân R bình phương. Hay là các bạn có cơ sở để các bạn tính chu vi, đó là bằng gì? Pi 2R, 2R. Tương tự như vậy xuống hình vuông và hình tam giác, thì hoàn toàn lúc này nó đã rất là cụ thể rồi, thì các bạn làm được. Thì đây là cái giới thiệu để các bạn hiểu về sự trừu tượng. Bây giờ thầy hỏi lớp nè. Ở trong cái slide này đang đề cập đến là chỉ có khung sườn chứa những hành vi chưa được làm rõ. Thế thì ở trong cái ví dụ này các bạn thấy là cái lớp hình học này nè thì được gọi là trừu tượng. Thế thì tại sao trong trường hợp này cái diện tích và chu vi là chưa được làm rõ? Gõ vào ô chat giúp thầy. Ai không biết, ai chưa biết, ai chưa nhận ra thì gõ dấu chấm. Nhắc lại câu hỏi. Trong trường hợp này, cái lớp hình học được gọi là lớp trừu tượng bởi vì nó chứa những hành vi chưa được làm rõ, chứa những phương thức chưa được làm rõ. Đúng không? Thế thì thầy hỏi nữa, thế thì tại sao ở cái lớp hình học nè, hai cái phương thức này lại chưa được làm rõ? Gõ vào nha các bạn, cứ gõ hết vào đi để xem các bạn đang cảm nhận thế nào. Vì mình chưa có dữ liệu cụ thể hình dạng kích thước liên quan để tính chu vi và diện tích. Rồi, nhanh lên, khẩn trương đi, khẩn trương đi các bạn, gõ vào nha. Mình chưa xác định nó hình gì. Chưa có công thức để tính cụ thể. Thầy mời bạn Huy đi, Vũ Xuân Huy đi. Mở mic giải thích thêm đi em. Dạ bởi vì là cái hình này là mình có thể nhìn thấy được, nhưng mà chưa, toán học thì chưa có cái công thức nào để tính được nó thầy.
phải dùng nhiều công thức từ tính hình tròn đến hình vuông rồi đến hình tam giác thì mới tính được nó. Ok, chính xác. Rồi, cảm ơn Huy. Đó là lý do tại sao ở cái lớp hình học này nè, nó là lớp trừu tượng. Do là hai cái phương thức này các bạn chưa có tính được. Rồi, một ví dụ khác nè. Mình có nhân viên. Tức là tất cả nhân viên trong công ty đều sẽ quy định về cái thời gian làm việc. Và người ta lập luận như thế này. Nhân viên mà làm việc toàn thời gian thì 8 tiếng trên ngày. Part time. Bán thời gian thì 4 tiếng, còn cộng tác viên thì 2 tiếng trong ngày. Thế thì khi mà các bạn tạo ra một cái lớp nhân viên thì cái phương thức là get working time á, ở cái giai đoạn này các bạn chưa có định nghĩa được. Bởi vì nhân viên nó vẫn còn chung chung lắm. Nó vẫn còn tổng quát hóa lắm. Thì lúc này cái lớp nhân viên này các bạn sẽ khai báo nó là trừu tượng. Sau đó các bạn tạo ra ba cái lớp full time là toàn thời gian, part time là bán thời gian, và freelancer tức là cộng tác viên. Thì lúc này các bạn ở cái lớp full time là các bạn sẽ return về số 8, ở cái lớp part time các bạn return về số 4, và ở cái lớp mà freelancer các bạn return về số 2. Thì ở đây các bạn cũng thấy rằng là khi mà các bạn tạo ra một cái sự trừu tượng á, thì cái phương thức của nó như thế nào các bạn? Gõ nhanh vào chat lúc này. Khi mà các bạn thể hiện sự trừu tượng thì cái phương thức của nó như thế nào? Quan sát cái get working time này. Phương thức của nó như nào các bạn? Gõ vào chat lúc này. Không có tham số, không có tham số thì cái đó không phải là điều mà thầy đang muốn nói, sẽ là virtual, cũng không hẳn là virtual, không có phần thân. Rồi mời bạn Nhân này, Hoàng Công Thành Nhân, Dạ thầy. rồi giải thích xíu đi em. Dạ bởi vì nó là trừu tượng mà nó lại được nếu nếu mà nó là trừu tượng mà nó lại có phần thân nữa thì nó em cũng không không giải thích được. Rồi ok, rồi Dạ. ok nè. Đã là trừu tượng thì không có phần thân. Các bạn coi nè, nó kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Ở cái lớp con ấy thì nó cũng là get working time y cái tên phương thức luôn, nhưng mà nó có dấu ngoặc nhọn. Thì có dấu ngoặc nhọn tức là cái phương thức có phần thân. Thì đây là cái phương thức mà mình hôm nay mình đã làm. Tức là các bạn tạo một phương thức thì các bạn sẽ viết phần thân của nó. Ngoài cái việc các bạn khai báo bên trên cái phạm vi truy cập kiểu trở về tên phương thức thang danh thách tham số nó có, thì mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn bên trong các bạn viết vô, thì cái cặp dấu ngoặc nhọn nó cho biết rằng là cái phương thức đó có phần thân. Thì đối với lại cái trừu tượng thì các bạn thấy rằng nó không có phần thân và nó kết thúc bằng dấu dấu chấm phẩy, và cái phương thức này người ta gọi là phương thức trừu tượng nha. Như vậy phương thức trừu tượng là phương thức kết thúc bằng dấu chấm phẩy, hay nói khác là phương thức trừu tượng là phương thức không có phần thân. À, lưu ý điều đó nha. Và người ta nói rằng nhân viên được xem là trừu tượng giống như thầy vừa phân tích. Rồi các cái lớp nhân viên toàn thời gian, bán thời gian, cộng tác viên là cụ thể hóa từ cái lớp nhân viên đó. Cụ thể như thế nào? Bây giờ nó ra chữ full time này, nó return giờ 8. Nó ra chữ part time, nó return giờ 4. Nó ra chữ là gì? Freelancer, return giờ 2. Thì bên dưới là cái phần cụ thể hóa và bên trên là cái phần tổng quát hóa, và nó thể hiện cái tính gì? Cái tính trừu tượng. Hình thức thể hiện thì các bạn có hai hình thức thể hiện. Một đó là các bạn thể hiện bằng interface. Cái này dịch sang tiếng Việt của mình gọi là giao diện á. Nhưng mà cái giao diện này nó không có ý nghĩa như cái chuyện là các bạn làm ra một cái giao diện mà giao diện web hay là giao diện mobile hay là giao diện Vinform đâu. Và cái hình thứ hai đó là cái lớp trừu tượng, abstract class là lớp trừu tượng. Sự trừu tượng có thể bao hàm toàn bộ các phương thức cần được thực hiện hoặc chỉ một vài phương thức trong một lớp. Ở đây á, cái ý này đang nói là gì? Nó bao gồm toàn bộ các phương thức trừu tượng hoặc là một vài phương thức trừu tượng mà thôi.
Và những cái phương thức trừu tượng đó, khi mà cái lớp con nó hiện thực thì nó sẽ phải viết phần thân. Giống như các bạn thấy đây, ở cái lớp nhân viên các bạn có một cái phương thức trừu tượng, thì những lớp con khi mà nó kế thừa thì nó phải có nhiệm vụ là nó viết phần thân. Mình đi vào tìm hiểu cái nội dung liên quan đến interface. Interface thì các bạn lưu ý rằng là cái phạm vi truy xuất của nó là mặc định là public, và các phương thức trong interface không có từ khóa public. Mặc định nó là public nha các bạn, và các bạn không sử dụng từ khóa public, các bạn viết vô thì nó báo lỗi đấy. Mặc định của nó là public và trừu tượng. Cho nên các bạn nhìn đây là mặc dù các bạn không ghi là public attract, nhưng nó là public và gì? Và attract. Và nó chắc chắn là một điều là nó sẽ phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Trong cái interface là e-file, các bạn có hai cái phương thức, đó là read file và write file. Kiểu trả về là gì tùy các bạn định nghĩa, có tham số hay không tùy các bạn, nhưng mà chắc chắn nó phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy, và phía trước của nó là public attract, mặc định như vậy nha. Một cái lớp cụ thể hóa từ interface thì lúc này các bạn dùng dấu hai chấm. Các bạn có cái lớp là file info, hiện thực cái interface đó, cài đặt interface đó, thì các bạn dùng dấu hai chấm. Như vậy là kế thừa các bạn cũng dùng dấu hai chấm, mà cài đặt interface các bạn cũng dùng dấu hai chấm. Cho nên để phân biệt á, thì ở trong C#, người ta khi mà tạo interface á, họ sẽ bắt đầu bằng cái chữ Y đầu tiên. Các bạn lưu ý điều này nha. Cho nên là phía sau này, khi mà các bạn hai chấm mà có chữ Y tức là đang là interface, còn không có chữ Y thì nó là gì? Nó là lớp. Nó dùng cái đó để phân biệt. Nhưng mà ở trong Java thì nó cụ thể hơn. Ở trong Java thì kế thừa thì dùng append, còn cài đặt là dùng implement. Cho nên lúc đó người ta không cần phải dùng chữ Y để phân biệt. Còn ở trong C# là dùng dấu hai chấm cho cả hai trường hợp, cho nên phải dùng chữ Y. Và một cái lớp khi mà các bạn hiện thực một interface thì nó phải cài đặt phần thân cho tất cả những cái lớp mà mô tả trong interface đó. Rồi thầy sẽ demo cho các bạn xem cái phần interface nha. Đây thầy tạo một cái interface đặt cái tên là iProduct, có chữ I, có chữ Y để phân biệt cho các bạn. Thế thì để tạo một cái interface thì các bạn chuột phải chọn Add, mình chọn New Item. Rồi các bạn lựa chọn cái phần interface này. Rồi các bạn nhập vô cái tên. Nhập vô cái tên mà các bạn muốn, iProduct. Đấy. Rồi bấm Add thì nó sẽ ra được cái file này. Sau đó các bạn nhập nội dung vô. Thầy khai báo 4 cái phương thức trừu tượng. Nếu như các bạn muốn gõ vào là public nha. Rồi attract. Thì nó vẫn ok nha các bạn. Hồi nãy thầy nói nhầm là nó báo lỗi, nó vẫn ok. Nhưng mà thực sự các bạn không cần phải ghi. Ghi cũng được mà bỏ cũng được, bởi vì mặc định nó là public và gì và attract. Cho nên các bạn ghi cũng được mà không ghi cũng được. Thế thì không ghi nó sẽ nhanh hơn. Tạo xong một interface khai báo những cái phương thức trừu tượng. Kế đến thầy sẽ tạo một cái lớp. Mình tạo một cái lớp như thế này. Và cái lớp này thầy sẽ cài đặt cái interface, tức là vẫn dùng dấu hai chấm và gõ iProduct. Như thầy vừa nói nãy, một cái lớp mà khi mà nó cài đặt một cái interface thì nó phải cài đặt phần thân cho tất cả các phương thức trong interface đó. Cho nên khi mà các bạn viết như này thì nó sẽ báo lỗi. Các bạn rê chuột vô thì các bạn thấy rằng là product do not implement interface đó. Implement interface member, tức là mình có remove, mình có modify, mình có display. Tức là những cái phương thức đó, bỏ luôn cái này luôn nha. À, các bạn ra chuột vô, nó hiển thị cho mình 4 cái thông báo chưa. Bắt các bạn phải cài đặt xử lý cho phương thức add này, remove này, modify, display này. 4 cái phương thức này các bạn đã khai báo trừu tượng ở bên iProduct. Thì khi mà một cái lớp con implement hiện thực cái interface thì bắt buộc phải cài đặt phần thân. Thì các bạn rê chuột vô đây ha, các bạn click vô cái bóng đèn nè, các bạn chọn cái chức năng là implement interface thì nó sẽ bổ sung cho các bạn những cái phương thức mà đã được khai báo ở bên trong interface.
Thì sau đó các bạn viết cái phần thân vô trong này. Ví dụ như cái phần thêm thì thầy cho nhập ID, nhập name, display thì hiển thị ra, vâng vâng. Cái phần này các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn gõ vào chat giúp thầy nào có câu hỏi gì không? Ổn thì gõ ổn vào để thầy biết. Nếu chưa ổn thì thầy giải thích thêm, còn nếu ổn rồi thì thôi. Cho nên các bạn gõ vào giúp thầy nào. Các bạn hiểu nguyên lý nha, các bạn hiện thực một cái interface thì phải override nè. Cái interface này mai mốt các bạn lập trình có thể các bạn sử dụng những cái interface mà hệ thống nó có, chứ không phải do người dùng tự định nghĩa. Thì về mặt nguyên tắc thì các bạn cũng hiểu là sau khi các bạn implement nó thì các bạn phải viết phần thân, nhớ cái quy tắc như vậy. Đối với lại interface, bạn Nghĩa có câu hỏi hả? Rồi Nghĩa mở mic đi. Nghĩa, Nghĩa câu hỏi gì Nghĩa? Biết bị lỗi hả? Trừu tượng khác đa hình ở chỗ nào? Đa hình là nhiều hình thể, còn trừu tượng nó là thể hiện cái những cái phương thức chưa được làm rõ. Ở trong cái đa hình là mình có mình ở trong đa hình mình có đề cập đến những cái phương thức chưa được làm rõ không? Ở trong đa hình là những phương thức các bạn đều viết hết mà, có phần thân hết mà. Làm gì có trừu tượng? Làm gì có phương thức trừu tượng? Thế thì trong cái tính trừu tượng thì mình mới có phương thức trừu tượng. Đó là sự khác biệt. Được chưa Nghĩa? Ok. Rồi vậy thầy đi tiếp nha. Nếu không có câu hỏi gì thêm thì thầy đi tiếp. Đối với interface thì các bạn lưu ý là nó cho phép một cái lớp được phép hiện thực nhiều cái interface. Và mỗi interface như vậy các bạn phân tích bằng dấu phẩy. Nhìn vô đây các bạn thấy nó có chữ Y thì nó là interface. Nếu như mà không có chữ Y này làm gì biết nó là interface hay là class. Cho nên lưu ý là khi mà tạo interface là phải có chữ Y nha. Mình có hai interface như thế này. I daddy, I mommy. Trong cái interface đầu tiên là có hai cái phương thức trừu tượng. Interface thứ hai có một phương thức trừu tượng. Thế thì lớp con này hiện thực hay interface thì bắt buộc phải cài đặt phần thân cho tất cả các phương thức trừu tượng ở tất cả các interface. Khi mà nó hiện thực hai cái interface này thì nó có tổng cộng là ba phương thức mà nó phải hiện thực. Nó phải cài đặt phần thân. Cho nên các bạn thấy là cái phương thức số 1 viết phần thân vào, phương thức số 2 viết phần thân vào, phương thức số 3 viết phần thân vào. Như vậy ở đây các bạn thấy nó có một cái sự khác biệt. Đó là nếu các bạn kế thừa thì các bạn chỉ đơn thừa kế. Nhưng mà các bạn hiện thực interface thì các bạn có thể hiện thực nhiều cái interface. Như vậy thầy vừa trình bày cho các bạn xong cái phần interface thể hiện cái tính trừu tượng. Trường hợp thứ hai thể hiện tính trừu tượng đó là lớp trừu tượng. Lớp trừu tượng thì về mặt khai báo thì các bạn lưu ý là chỗ này là mình có thêm một sử dụng thêm cái từ khóa là attract để các bạn đánh dấu cái lớp này là lớp trừu tượng. Thế thì lớp trừu tượng nó cũng là một lớp bình thường, nghĩa là bên trong nó các bạn thấy nó cũng có cái thuộc tính, nó cũng có cái phương thức, có phần thân. Ngoài ra nó có thể có một hoặc nhiều phương thức trừu tượng, hoặc là có thể không có phương thức trừu tượng luôn. Các lớp có chứa phương thức trừu tượng thì phải được khai báo là trừu tượng. Cái lớp nhân viên này nó đang có phương thức trừu tượng là get working time. Thì chắc chắn cái lớp này phải được đánh dấu là trừu tượng. Chứ nếu không thì nó sẽ báo lỗi.
Các bạn lưu ý rằng là các bạn không thể tạo ra đối tượng từ lớp trừu tượng. Bỏ đi cái tính trừu tượng thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một đối tượng từ cái lớp nhân viên. Nhưng mà một khi mà các bạn đã khai báo nó là trừu tượng thì các bạn không thể tạo đối tượng từ lớp trừu tượng này. Các bạn lưu ý điều đó. Thế thì một cái lớp con khi mà nó kế thừa lớp trừu tượng thì nó cũng giống như cái phần interface. Trách nhiệm của nó là phải cài đặt phần thân cho những cái phương thức trừu tượng ở trong cái lớp cha. Hoặc nếu như mà nó không cài đặt thì nó bắt buộc cũng phải là lớp gì? Là lớp trừu tượng. Các bạn nhớ và ghi mấy cái ý đó thầy nói vào. Bây giờ thầy đọc lại nha. Lớp trừu tượng thực ra nó cũng là một cái lớp bình thường, nghĩa là bên trong của nó cũng có thuộc tính và phương thức có phần thân. Ngoài ra nó có thể có hoặc không có phương thức trừu tượng. Có hoặc không có phương thức trừu tượng nha. Như vậy sẽ có trường hợp các bạn thấy rằng là thầy tạo ra một cái lớp trừu tượng, đánh dấu là lớp trừu tượng, nhưng mà bên trong của nó không chứa phương thức trừu tượng. Nhưng các bạn lưu ý thứ hai đó. Ngoài ra nha, nó là một lớp bình thường, tức là nó có thuộc tính và phương thức. Ngoài ra nó có thể có phương thức hoặc là không có phương thức trừu tượng. Rồi một cái lớp con khi mà kế thừa cái lớp trừu tượng đó thì có hai cái giải pháp cần phải làm. Một là phải cài đặt phần thân, như các bạn thấy đây, get working time trừu tượng, lớp con phải cài đặt phần thân. Hoặc nếu như không cài đặt phần thân thì cái lớp con này cũng phải là lớp gì? Là lớp trừu tượng. Ý thứ ba, các bạn không thể tạo ra đối tượng trực tiếp từ lớp trừu tượng. Đó là ba ý mà các bạn cần phải nắm. Ghi chú xong chưa? Gõ vào thì ok đi để thầy làm demo này. Mấy cái ý thầy vừa đọc đó. Bạn nào nốt xong rồi thì gõ vào chat thầy biết nha, để thầy demo cho các bạn. Demo để các bạn hiểu rõ hơn những ý thầy vừa nói. Nhưng mà về mặt lý thuyết á, thì các bạn ghi chú cái điều đó lại. Còn cụ thể hơn như thế nào thì thầy sẽ demo. Rồi tua lại ba ý nha. Lớp trừu tượng thì nó cũng là một cái lớp, nghĩa là bên trong nó vẫn có thuộc tính và phương thức có phần thân. Ngoài ra nó có thể có hoặc không có phương thức trừu tượng. Ý thứ hai, một lớp khi kế thừa một lớp trừu tượng thì có hai cái cách phải làm, có hai việc, có một việc cần phải làm bằng hai cách. Một cái lớp kế thừa một cái lớp trừu tượng thì có một việc cần phải làm bằng hai cách. Cách thứ nhất đó là phải override cái phương thức trừu tượng, hay nói khác phải cài đặt phần thân cho những cái phương thức trừu tượng ở lớp cha. Đó là cách thứ nhất. Lớp con, cách thứ nhất nha, lớp con phải cài đặt phần thân cho những phương thức trừu tượng lớp cha. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu như nó không cài đặt thì lớp con đó phải khai báo là trừu tượng. Nghĩa là nó cũng phải có từ khóa attract như lớp cha. Ý cuối, mình không thể, lập trình viên không thể tạo đối tượng từ lớp trừu tượng. Tạo đối tượng thì các bạn hiểu như thế này nè. Như thế này là các bạn tạo đối tượng nè. Đây, cái dòng này là các bạn tạo đối tượng nè. Các bạn tạo một đối tượng từ cái lớp hình vuông. Nha, các bạn viết như thế này là bình thường đúng không? Còn các bạn coi cái lớp hình hình học nè. Ở đây là nó là lớp trừu tượng nè. Thế thì bây giờ mình có thể tạo đối tượng từ nó hay không? Tức là thầy sẽ viết như này. Đấy, cái ý thầy vừa nói, ý cuối cùng đó. Cannot create đấy.
Các bạn không thể tạo đối tượng từ lớp trừu tượng. Rồi ok chưa? Ok ý cuối chưa? Ok hết cái phần lưu ý chưa để thầy demo này? Nốt xong cho các bạn, nốt xong chưa? Gõ vào ô chat đi để thầy demo. Bây giờ có thể là có nhiều bạn vẫn còn đang, cái đầu nó vẫn còn đang mơ hồ về những ý này. Cho nên thầy sẽ demo. À, thì trong quá trình demo thầy sẽ nói lại một lần nữa. Để những bạn nào mà vẫn còn đang mơ hồ thì mình sẽ đẩy cái mơ hồ đi. Gõ vào đi để thầy demo nào. Rồi bây giờ demo nhá. Tạo một cái lớp trừu tượng, phía trước là nó có cái từ khóa cắt nha các bạn. Thế thì ở bên trong lớp trừu tượng này á thì các bạn thấy là thầy có một cái phương thức không có phần thân. Nghĩa là phương thức này là phương thức trừu tượng, nó kết thúc bằng dấu chấm phẩy. À, hồi nãy ở trong interface các bạn thấy là mình chỉ định public address cũng được, mà không chỉ định cũng không sao. À, thế thì ở trong cái lớp trừu tượng mình có làm được điều đó hay không? Bỏ đi giống như trong interface thì các bạn thấy nó báo lỗi nha. À, các bạn rê chuột vô thì các bạn thấy là nó đang nói như nào. Ở đây là cái phương thức này là phải phải có cái phần thân. Bởi vì nó không được đánh dấu là trừu tượng. Các bạn đang kết thúc một dấu chấm phẩy nghĩa là nó là trừu tượng, nhưng mà phía trước này các bạn không có từ khóa chắc thì cái Visual Studio này nó yêu cầu các bạn là gì? Phải khai báo phần thân, tức là các bạn phải mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn như này thì nó mới chịu nè. Rồi ok ha, còn cái này nó báo lỗi tiếp là do bên trong mình chưa có return thôi. Cho nên đây là các bạn thấy nó có sự khác biệt đấy. Chỗ này các bạn chấm phẩy thì ở đây các bạn sẽ phải có từ khóa là gì? Address. Rồi. Thế các bạn thấy nó báo lỗi gì không các bạn? Ở trong CSS khi mà các bạn không chỉ định thì mặc định nó là private. Mà các bạn đã khai báo trừu tượng mà các bạn khai báo private thì lớp con làm sao mà nó override. Đúng chưa? Cho nên nó chắc chắn phải là protected. Hoặc là internal, hoặc là public. Các bạn lưu ý như thế nha. Cho nên là ở trong interface thì như thầy nói, trong interface là mặc định là public và attract. Thành ra là mình không cần chỉ định. Nhưng mà ở trong lớp trừu tượng thì các bạn phải lưu ý là phải chỉ định. Và phải chỉ định luôn cái phạm vi truy cập. Nếu các bạn không chỉ định phạm vi truy cập thì nó mặc định private. Mà private thì coi như phương thức này là không chấp nhận rồi. À. Như vậy cái lớp này là các bạn thấy là có phương thức trừu tượng và phương thức không trừu tượng. Thế thì nếu như bây giờ chỗ này mà thầy bỏ đi cái từ attract đi. Đấy thì các bạn thấy nó như thế nào? Bỏ đi cái từ khóa attract thì nó báo lỗi ngay chỗ này. Các bạn thấy không? Thì nó nói rằng là cái phương thức tính diện tích nó đang là trừu tượng. Nhưng mà nó đang được chứa trong một cái lớp không phải là trừu tượng, cho nên nó báo lỗi. Thế thành ra là gì? Một cái lớp mà chứa một cái phương thức trừu tượng thì bắt buộc nó phải là lớp trừu tượng. Nói lại nha, một cái lớp mà có chứa phương thức trừu tượng thì bắt buộc nó phải là lớp trừu tượng. Thành ra chỗ này các bạn sẽ phải attract class, lưu ý điều đó nha. Rồi tạo xong cái lớp trừu tượng như thế này, kế đến thầy tạo một cái lớp đó là lớp hình vuông kế thừa cái lớp trừu tượng, giống như trong trường hợp một cái lớp mà các bạn cài đặt một interface. Trong trường hợp này các bạn sẽ phải làm một cái việc bằng hai cách.
Trong cái lớp shape này nè, các bạn có cái phương thức là trừu tượng. Thì ở lớp con các bạn có hai cái cách để làm. Một là các bạn phải cài đặt phần thân cho cái phương thức trừu tượng trong cái lớp này. À, các bạn ra chuột vô các bạn thấy là cái lớp hình vuông này là nó chưa có cài đặt cái phương thức mà nó kế thừa từ cái lớp hình học, cho nên nó báo lỗi. Vậy thì các bạn có hai cách làm. Bây giờ mình làm cách thứ nhất, đó là các bạn implement nè. Rồi, viết cái phần thân vô. Thì chỗ này các bạn return cái gì? Chiều dài. Lấy hai cạnh nhân với nhau lại ra diện tích đúng không? Hết báo lỗi. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai hồi nãy các bạn ghi là gì các bạn? Gõ nhanh vào chat giúp thầy. Cách thứ hai để giải quyết cái này nha. Đây là cách thứ nhất nè. Xong rồi á, bây giờ bỏ đi. Thế bây giờ cách thứ hai giải quyết cái lỗi này là như thế nào? Hồi nãy có ghi chưa? Gõ vào chat nhanh giúp thầy nào. Khai báo cái lớp đó là lớp trừu tượng. Như vậy ở đây các bạn sẽ hiểu ý đó chưa? Đây. Ok ha. Rồi, tạo xong cái lớp này ngon lành nha. Qua cái lớp thực thi. Qua cái lớp thực thi. Bây giờ thầy tạo một cái đối tượng hình hình chữ nhật. Thì các bạn có thể viết như thế này. Bình thường như thế này. Đây nó báo gì ta? Báo lỗi gì các bạn? Thiếu tham số. Thiếu tham số nghĩa là sao? Đây, phương thức khởi tạo của mình là phải truyền vô cái truyền vô cái tham số nè. Ví dụ đây thầy truyền vô là 10 đi ha. Thế thì đây là cái cách mà các bạn tạo ra một cái đối tượng. Rồi, từ đối tượng này các bạn có thể là gọi cái phương thức là gì? Tính diện tích nè, đúng không? Ví dụ như vậy. Ơi, các bạn có câu hỏi gì không? Về phần lý thuyết là mình đã tìm hiểu xong cái tính trừu tượng. Tính trừu tượng nghĩa là nó có những cái hành vi chưa được làm rõ thì được gọi là tính trừu tượng. Và một cái lớp cụ thể khi mà hiện thực thì sẽ phải có nhiệm vụ là cài đặt cụ thể cái hành vi đó. Thế thì ở đây là nó có hai hình thức thể hiện, một đó là interface, hai đó là abstract class. Interface thì bên trong interface là chỉ chứa những phương thức trừu tượng. Ở bên trong cái abstract class thì có thể có phương thức trừu tượng hoặc là không có. Và nó có thể là có những phương thức có phần thân. Một cái lớp khi mà cài đặt một interface hay là một cái lớp mà khi mà cài đặt một cái lớp trừu tượng thì nó sẽ có trách nhiệm là cài đặt phần thân. Cài đặt phần thân cho tất cả các phương thức trừu tượng ở interface hoặc là ở cái abstract class lớp trừu tượng. Và cả interface và lớp trừu tượng là không được phép tạo đối tượng từ nó. Đó là những cái ý mà thầy tổng kết lại liên quan đến cái phần tính trừu tượng. Rồi thầy dành 5 phút để các bạn hỏi đáp đấy. Không biết là các bạn có câu hỏi gì không?
Có câu hỏi gì không các bạn? Bạn nào đã rõ hết rồi thì gõ gõ ok vào đi. Nếu các bạn đã rõ rồi không có câu hỏi gì thì gõ ok vào để thầy biết. Còn chỗ nào chưa rõ thì các bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Rồi, thầy có một cái câu hỏi dành cho các bạn nè. Về suy nghĩ câu hỏi này nha. Đây là cái câu hỏi mà thầy cũng hay hỏi những bạn khi phỏng vấn. Khi phỏng vấn thầy cũng hay hỏi cái này lắm. Khi nào sử dụng lớp trừu tượng, khi nào sử dụng interface. Ghi cái này lại về nhà tìm hiểu nha các bạn. Interface là gì, ách chắc lỡ là gì thì đại đa phần các bạn nói được hết. Nhưng khi nào sử dụng thì không nhiều bạn trả lời được đâu. Có thể là các bạn không để ý. Thì bây giờ thầy đặt câu hỏi đấy, các bạn về tìm hiểu đi. Nếu mà tìm hiểu vẫn chưa hiểu thì hôm sau báo thầy nha, để thầy giải thích thêm. Link bài tập thầy gửi các bạn, link bài tập rồi. Bây giờ mình giải lao nha, giải lao đến 8:10, 15, 8:25 đi, giải lao đến 8:25. Tải bài tập về trước nha các bạn.